Tin bóng đá tối 20 tháng 8. Sooner Mbappe, PSG nguy cơ bị phạt. Mối quan hệ giữa PSG và Mbappe đổ vỡ hoàn toàn sau khi thủ quân đội tuyển Pháp từ chối gia hạn hợp đồng mới trước khi đến Real theo dạng miễn phí. Vì thế, PSG không tổ chức bất cứ hoạt động nào tôn vinh Mbappe, cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử đội bóng, 256 bàn. Không chỉ sự tệ, PSG còn không trả lương thưởng những tháng cuối mùa 2023-2024 cho tiền đạo 25 tuổi. Dù mẹ đẻ Mbappe, bà Faiza Lamari dọa kiện, nhưng nhà vô địch Ligue 1 2023-2024 vẫn chây ý trong việc thanh toán tiền nợ tân binh Real. Theo tờ báo nổi tiếng nước Pháp và thế giới, Le Monde, vì PSG không hợp tác nên Mbappe đã đưa vụ việc lên Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp LFP và Liên đoàn bóng đá châu Âu nhờ hai cơ quan này can thiệp. Le Monde tiết lộ, tổng số tiền Mbappe đòi đội chủ sân Parc des Princes là 55 triệu euro. Trong trường hợp LFP và UEFA vào cuộc, PSG có thể buộc phải trả nợ tiền Mbappe. Bởi lẽ, nếu PSG tiếp tục xù nợ, LFP có quyền tước quyền chuyển nhượng của đội bóng Paris. Về phần mình, UEFA có quyền tước suất tham dự Champions League 2025-2026 của PSG nếu họ không giải quyết êm thấm lùm xùm liên quan đến Mbappe. Brighton mua tiền đạo mới với mức giá kỷ lục. Mới đây trên trang chủ, Brighton xác nhận đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền đạo Jorginho Rutter của Leeds United. Chân sút người Pháp đã đặt bút ký bản hợp đồng 5 năm với sân Farmer. Brighton không tiết lộ mức phí chuyển nhượng, nhưng theo Sky Sports, đội bóng này đã phải trả 40 triệu bảng. Đây cũng là mức phí giải phóng hợp đồng giữa Rutter và Leeds United. Điều đó đồng nghĩa với việc Jorginho Rutter đã trở thành thương vụ kỷ lục của Brighton. Trước đó, kỷ lục thuộc về tiền vệ Jankuba Minter, người vừa cập bến Farmer hè này với mức giá 30 triệu bảng. Trong mùa giải trước, Jorginho Rutter đã ghi 8 bàn thắng và đóng góp 16 kiến tạo sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Leeds United. Chân sút 22 tuổi này được Leeds United chiêu mộ từ Hoffenheim hồi tháng 1 năm 2023. Jorginho Rutter là tân binh thứ 7 của Brighton hè này. Với mức giá 40 triệu bảng, Rutter cũng đã trở thành thương vụ lớn thứ 3 lịch sử Championship, chỉ sau Romeo Lavia, 58 triệu bảng, và Nathan Ake, 41 triệu bảng. Chủ tịch Sociedad tạo điều kiện cho Arsenal mua Merino. Mikel Merino đã trải qua mùa hè đáng nhớ khi giành chức vô địch Euro 2024 của đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi thể hiện màn trình diễn tương đối ấn tượng trên đất Đức, tiền vệ 28 tuổi đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Arsenal đang cố gắng hết sức để hoàn thành thương vụ chiêu mộ Merino trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Tuy nhiên, đến lúc này pháo thủ vẫn chưa thống nhất được mức giá chuyển nhượng với Real Sociedad. Về phần mình, chủ tịch Real Sociedad Joaquin Aperibay xác nhận Arsenal đang quan tâm đến Mikel Merino. Ông cũng cho biết sẵn sàng tạo điều kiện cho Merino cập bến Emirates, nhưng chỉ khi nào nhận được lời đề nghị hợp lý. Thật không may, một trong những đội bóng chúng tôi không muốn đối đầu, ám chỉ Arsenal, đã xuất hiện và tiếp cận Mikel Merino. Mặc dù không muốn nhưng chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện cho Merino chuyển đến đội bóng mới, nhưng chỉ khi chúng tôi nhận được lời đề nghị hợp lý. Chúng tôi biết mong muốn của Merino, vì vậy chúng tôi quyết định không đăng ký cậu ấy cho trận mở màn La Liga với Rayo Vallecano vừa qua. Lời đề nghị đầu tiên trị giá 21,5 triệu bảng của Arsenal đã bị Real Sociedad từ chối. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng La Liga muốn nhận ít nhất 30 triệu bảng. McTominay đẩy MU vào thế khó. Theo The Times, McTominay thông báo với Fulham rằng anh sẽ không chia tay MU vào hè này. Câu lạc bộ thành lần đồn buộc phải chấm dứt thương vụ và chuyển sang chiêu mộ Sanderberg của Burnley với giá 20 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí. Ở chiều ngược lại, Quỷ Đỏ tôn trọng quyết định của McTominay nên sẽ không ép tiền vệ này ra đi. Tuy nhiên, McTominay ở lại buộc câu lạc bộ chủ sân Old Trafford phải thay đổi kế hoạch mua sắm. Ban đầu, MU muốn bán Casemiro hoặc McTominay để dọn đường đón một tiền vệ trung tâm. Trong bối cảnh Casemiro còn 2 năm hợp đồng và nhận mức lương khá cao, MU không thể tìm được bến đỗ cho cầu thủ này. Cùng với việc McTominay không chịu rời đội, Quỷ Đỏ buộc phải tính đến phương án khác. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, MU đang đàm phán PSG về khả năng hỏi mượn Manuel Ugarte kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Trước đó, MU ý định dùng số tiền bán McTominay để trang trải chi phí cho thương vụ Ugarte. Lộ bến đỗ tiềm năng dành cho Victor Lindelof. Với việc Manchester United đem về bộ đôi tân binh Matthijs de Ligt và Lenny Zoro ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, bên cạnh đó là sự ổn định đến từ Harry Maguire cũng như Lisandro Martinez, Victor Lindelof chỉ còn là sự lựa chọn thứ năm ở vị trí trung vệ. Huấn luyện viên Erik ten Hag gần như không coi anh là một cầu thủ nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải năm nay. Vì thế, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng bán anh trong thời gian tới để lấy tiền tái đầu tư. Theo nguồn tin từ Corriere Fiorentina, Fiorentina là một trong những câu lạc bộ muốn chiêu mộ hậu vệ người Thụy Điển. Tuy nhiên, khúc mắc ở thương vụ này nằm ở mức lương 120.000 bảng trên tuần mà Victor Lindelof đang nhận được ở Manchester United. Đội bóng Italia không thể đáp ứng con số này. Trong bối cảnh giao kèo giữa Anh và Quỷ Đỏ chỉ còn thời hạn 1 năm, nếu không thể bán anh ở phần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Manchester United sẽ mất trắng anh vào mùa hè 2025. Thay Nico Williams, Barca nhắm sao 100 triệu từ Serie A. Theo thông tin từ trang Mundo Deportivo, Barcelona đang dành sự quan tâm đến trên chạy cánh Rafael Leao của AC Milan để bổ sung sức mạnh cho hàng công. Đặc biệt sau khi thất bại trong thương vụ chiêu mộ Nico Williams từ Athletic Bilbao, Barca hiện tại đang cố gắng chiêu mộ Leao trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc.
vì đây là cầu thủ mà chủ tịch Juan Laporta đã ngưỡng mộ từ lâu. Đội bóng xứ Catalonia mong muốn kết thúc kỳ chuyển nhượng với một bản hợp đồng mang tính bước ngoặt cả về chất lượng trên sân cỏ lẫn tác động đến truyền thông, và họ xem Leao là một bản hợp đồng phù hợp. Cầu thủ 25 tuổi này là một tiền vệ cánh hàng đầu, đáp ứng được yêu cầu của Barcelona với kỹ thuật, tốc độ và khả năng đi bóng đỉnh cao. Leao có thể cắt bóng vào trong từ cánh trái hoặc duy trì vị trí bên đường biên, đồng thời có khả năng đóng góp vào các bàn thắng và pha kiến tạo. Về mặt hình ảnh, anh là một cầu thủ được coi là ngôi sao tiềm năng, có thể chuyển đến một câu lạc bộ lớn để thu hút thêm sự chú ý. Barca, Real và Liverpool tranh giành sao thất sủng Bayern Munich. Theo thông tin từ ký giả Florian Plettenberg, cả Barcelona, Real Madrid và Liverpool đều đang dành sự quan tâm đến tiền vệ Leon Goretzka của Bayern Munich, người đang đánh mất vị trí trong đội hình của hùng xám xứ Bavaria. Trong khi đó, cả Barca, Real hay Liverpool đều cần bổ sung một nhân tố chất lượng cho tuyến giữa. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi họ nhắm đến nhân tố từ đóng vai trò trụ cột của đại diện Bundesliga ở chiến dịch giành quân 6 vĩ đại năm 2020. Cuối tuần qua, Leon Goretzka đã không có tên trong đội hình thi đấu của Bayern Munich gặp Ulm ở Cúp Quốc gia Đức, mặc dù anh hoàn toàn không gặp bất kỳ vấn đề nào về thể trạng. Theo báo cáo của trang Kicker, quyết định của huấn luyện viên trưởng Vincent Kompany khi để Goretzka lại cho thấy tiền vệ này không còn vị trí trong đội hình chính Bayern. Ngoài ra, Goretzka cũng mất vị trí của mình ở đội tuyển quốc gia Đức trước thêm Euro 2024 và không được triệu tập. Chuyên gia bóng đá Ả Rập đưa lời khuyên thẳng nhưng thật với Ronaldo. Cristiano Ronaldo và các đồng đội tại Al-Nassr đã có khởi đầu không tốt ở mùa giải mới khi nhận thất bại trước Al-Hilal trong trận tranh siêu cúp Ả Rập. Với cá nhân Ronaldo, ngoài bàn thắng mở tỷ số, siêu sao người Bồ Đào Nha đã để lại một loạt những hình ảnh gây tranh cãi trong trận đấu kể trên. Và điều này khiến cho nhận về vô vàn những chỉ trích. Mới đây, chuyên gia Khalil Al-Balusi cho rằng cầu thủ 39 tuổi nên rời Ả Rập để giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp cho môi trường bóng đá ở đây. Ông chia sẻ, Ronaldo được đưa đến Ả Rập để nâng cao hình ảnh của giải đấu Saudi Pro League. Trong mùa giải đầu tiên, mọi thứ đều ổn, nhưng kể từ đó, cách hành xử của cậu ấy đã trở nên ngược lại. Hình ảnh của giải đấu đang ở mức thấp. Chúng tôi nghe người hâm mộ hô vang tên của một cầu thủ khác không chơi ở đây vì họ đã quá chán ngán với cậu ấy. Đây không phải là con đường phát triển của giải đấu, của bóng đá Ả Rập, hay sẽ góp phần tạo sức ảnh hưởng lên toàn bộ nền bóng đá khu vực. Nếu Ronaldo không thể cạnh tranh, tốt hơn hết là cậu ấy nên rời khỏi giải đấu. Bóng đá là chiến thắng và thất bại, bạn phải cư xử và hành động đúng vai trò của mình. Bằng chứng rõ ràng, Ronaldo có thể tái ngộ đồng đội cũ tại Real. Đội bóng của Ronaldo một lần nữa đã gục ngã trên đại kình địch Al-Hilal và nguyên nhân được cho là sự yếu kém của hàng thủ. Tuy nhiên, rất có thể trong thời gian tới, CR7 sẽ tái ngộ với người đồng đội cũ tại Real Madrid, đồng thời sẽ là sự lựa chọn gia cố hàng thủ cho Al-Nassr, đó là hậu vệ Sergio Ramos. Mới đây, cầu thủ 38 tuổi đã để lại dấu hiệu sẽ tái ngộ Ronaldo khi nhấn thả tim một bài đăng trên mạng xã hội Instagram về việc bản thân đang khoác áo Al-Nassr. Điều này khiến cho người hâm mộ đội bóng nói chung và người hâm mộ Ronaldo nói riêng tỏ ra vui mừng nếu có thể chào đón một cầu thủ giàu kinh nghiệm chinh chiến như Sergio Ramos.